Em xin kính chào quý vị. Theo như thông báo thì hôm nay em sẽ thông báo quay tất cả clip để thông báo giảm giá cho quý vị nhé. Để chào đón cái tháng 12 này, cái tháng đặc biệt trong năm nhất của là tháng sinh nhật của em, ngày sinh của em. Nên em sẽ giảm giá cho quý vị thoải mái nhé. Giảm giá chứ không xả hàng quý vị nhé. Chỉ giảm không xả nhé. Quý vị nào nhanh tay thì chọn thôi à. Em sẽ xả bởi vì tất cả một số lô hàng này về, ví dụ về 10 hay 10 con hay 5 10 con em đã đều đăng ngày cách đây 3 4 ngày rồi. Em có đều đăng giá hết rồi. Giờ em chỉ vẫn giá đấy em báo giảm cho quý vị thôi nhé. Thứ hai là cho em thông báo là bác nào đặt cái đầu Pioneer, cái đầu CD Pioneer nhé, hình cái đĩa bay của em ấy đã đặt cọc rồi thì gọi lại giúp em, cho em xin địa chỉ em chuyển hàng nhé. Bởi vì là bác chưa cho địa chỉ nên em không biết chuyển hàng về đâu, đóng đợi lâu lắm rồi nhé, gọi lại giúp em. Quý vị là có nhu cầu thì alo đến Tuấn Âm Thanh Phú Thọ 0911 169 961. Sau đây em bắt đầu giới thiệu báo giá từng mã từng con một quý vị nhé. Giá thì có rồi mà để em kiếm cái bút, bởi vì giá cũ là như thế, giá mới là phải ghi luôn vào đây để cho quý vị biết luôn để sau này dễ dễ tìm. Em tìm cái bút đó đây rồi. Báo cáo quý vị nhé. Đây. Bắt đầu từ đầu tiên là từ em Scott R306 nhé, giá trước là 45, giờ xuống 4 nhé quý vị nhé, 4 được chưa. Ngày trước hôm trước em đăng có clip là 245 đấy, là có hai con Scott giống hệt nhau thì em ghi 1 là 2 đấy, đó là 45 xuống 4 nhé. Giảm như thế cho quý vị hết cỡ, thích chưa. Đây con Onkyo TX2000 48 này, được chưa, 48 giờ xuống 42 này nhá, chưa. Con Sony, dòng Sony cổ nhá, cái con này thì hiếm lắm quý vị ạ. Không, đừng nghĩ là cứ phải receiver nhé, con này mới là chất nhá. Đang 45 nhá, này xa. Bây giờ còn 41 nhá, chưa. Tiếp tục con Kenwood 2006 đang 45 sang 41 nhá, Kenwood 2006 dòng receiver tất. Tất cả đều 1080 FM nhé. Tiếp tục con da Sansui 350A 6 triệu 9 nhá, đây 6 triệu 9 nhé, xuống 6 triệu Sansui nhé, 6 triệu 9 xuống 6. Đây như con Scott em vừa nói với quý vị đây, con số 1 và con số 2 đúng chưa, 306 nhé, giá 45 giờ xuống con lại xuống 4, nó như nhau mà hình thức nó như nhau. Ok, hai con quý vị nhé. Tiếp tục con Sony, bởi vì em đã quay clip lên rồi nên là quý vị sẽ biết hết giá thôi, không phải nói linh tinh. Con Sony này, STR6046A dòng receiver một vẫn là 1080 tuất đấy nhá, em đều 1080 nhé, thoải mái. Đang 52 giờ xuống 48 nhé, 48 chưa. Tiếp theo con Pioneer 626 nhé, tôi đưa 626 ang 48 nhé, và số 45 48 số 45 được chưa. Tiếp tục ở dưới nữa là con Sony, dưới đây là con Sony đây quý vị nhìn này, con Sony STR3008 này nhé, đẹp keng luôn nhé, 1080 ang 47 giờ xuống con quý vị nhé, 45. Ok chưa, 45. Bởi vì là không phải đâu, con nào không phải con nào xuống được nhiều đâu quý vị ạ, nó tùy theo size nó to nữa. Em cũng xuống có mức 45 được chưa. Tiếp tục sang đến dãy thứ hai. Đấy là hết một dãy nhá, hết một dãy một nhá, hết dãy một quý vị nhá. Sang dãy thứ hai, mỗi clip làm hai dãy một. Con Sony STR11L 3.9 giờ xuống 35 nhá. Ok chưa. Tiếp theo con Harman Kardon 330C. Đây, đang 5 triệu rưỡi nhá. 5 triệu rưỡi. 5,5 đây quý vị nhìn nhá. Vì để lau đi sạch tinh hết. Xuống 5 triệu. Ok chưa? Harman Kardon 330C 5 triệu. Con Diatone DAU 6600. Diatone EU 6600 nhá. Diatone này. DA gạch ngang U 6600, hàng đẹp keng nhá.
3,9 triệu còn 35. Tiếp tục xuống con Technic Su 7600 nhé. Dòng này quá khỏe mạnh nổi tiếng rồi. Ba volume nhé, Su 7600 này. Su 7600 giá 4,2 triệu. Bây giờ xuống 3,8 quý vị nhá. Tiếp tục con âm ly Kenwood hàng khủng